giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Đây nha anh em nhá, đây sẽ là một cái lượng sâu dế nhỏ nhỏ. Mỗi buổi sáng thì sẽ cho ăn từng này thôi, để cho nó có đủ chất cũng như là con nào nó đấy, nó có thể là nó sẽ thuần người hơn anh em nhá, thuần người hơn. Đây, mình dụ con thanh tước này. Thanh tước cái màu đẹp nhỉ. Hai con hỏa tiễn cũng rất là thuần anh em nhá, hai con hỏa tiễn đây. Vừa tuần trước mình mua về xong thì tuần này thấy nó cũng rất là thuần luôn. Đấy, đây bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá, mình sẽ cho vào cái khay này xem thế nào. Mình sẽ cho vào cái khay này để xem chúng nó có ăn xuống ăn không nhá. Đây, mình sẽ cho hẳn dưới lại nhá, cho nó nhìn nó dễ. À, chòe đây, chòe xuống này. Mình thích nhất là cho ăn kiểu như này. Đấy, cho ăn thì sẽ cho ăn trộn vào với cả là cái cám luôn, để cho nó có thể là biết được anh em nhá, biết được. Cái đĩa này có vẻ trông sáng sủa hơn này. Cho ra cái đĩa này. Đây, cho ra cái đĩa này nhá. Đĩa này nhìn nó sáng sủa hơn, dễ nhìn hơn. Đổ đĩa này sang đây. À, ok, và mình sẽ đặt máy quay đấy nhá, để cho anh em xem con nào dễ xuống. Con chòe lửa là háu lắm rồi này.
đúng với cái dự tính của mình thì chỉ cần khoảng tầm 1 tháng thôi là cái bọn chim này nó cũng sẽ là xuống, nó ăn như là chim thuần luôn anh em nhá. Xuống ăn như chim thuần luôn. Và anh em yên tâm đi, đây chính là một cái AV mà thực sự là mình thấy rất là đẹp anh em ạ. Rất là đẹp. Ở trong này chính là cái khu vực ăn này, uống nước này. Đây, có thể vào đây cho anh xem thêm. Đây chính là con chim trời than. Đây cho anh em xem rõ nhá. Đây thức ăn đây. Đây thức ăn đây, trong này đó chính là các cái gọi là hạt này và cám. Đây cũng thế. Và đây cũng là cái chỗ mà khay tắm này. Đấy, khay tắm, khay uống nước để cho chúng nó có thể ở dưới này ổn nhất. Đấy, ổn nhất anh em nhé. Đây. Còn nếu mà nhìn từ đây ra thì đúng là hôm nay nó đỡ nhảy hơn cái tuần trước rất nhiều rồi. Hôm nay nó đỡ nhảy hơn rất nhiều rồi đây này. Đấy, tất cả các loài bây giờ nó đứng im nhảy thì thường là nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều anh em nhé. Nó không bị hoảng. Đấy, nó đứng im nhảy nó ok. Kiếu đấy. Ở đây cũng tương đối nhiều kiếu. Mọi người nhìn qua cũng có thể thấy là 1 này, 2, 3, 4 con. Ở đây thì mình mua là 5 con anh em nhé, 5 con kiếu bạc má. Và chim sáo kia, kia chính là 2 con chim sáo. 2 con chim sáo và đây là những con chim cu Hà Lan. Cu Hà Lan, đấy, nói chung là ông anh mình thấy rất là mát tay. Chỗ là nuôi đến bây giờ là vẫn không có bị thiệt hại con nào cả anh em nhé, không có bị thiệt hại con nào cả. Thế cũng là rất là thành công rồi, rất thành công rồi. Đây chính là những cái vị trí để hoa quả anh em này. Đây. Những cái móc rất đơn giản thôi, có thể móc được những cái quả. Đấy, để cho có thể chúng nó ăn ở trong cái khu vực này nó tiện nhất. Trên này nữa này. Đấy, hoặc dưới này. Rất là ok anh em nhé, rất là ok. Đây này, nhìn những con chim quả tiễn này nó ăn rất là hay. Nó ăn cực kỳ hay luôn. Đấy,